Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm, ba công an bị thui đen, nhà cụ Kình bị đánh sập. Sự việc tại Đồng Tâm, ngay gần các cơ quan đầu não trung ương tại Hà Nội đã âm ỉ suốt nhiều thời gian qua. Không ngờ nó lại bùng phát vào lúc sát Tết cổ truyền, ngày đoàn tụ cuối năm mừng xuân mới của cả dân tộc. Và điều này đã được báo chí quốc tế đăng tải hàng loạt. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm đang trấn giữ tại Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 ngay khi vụ việc vừa diễn ra. Và khi truyền thông Việt Nam nhất tề đưa tin ngắn theo đúng thông cáo báo chí của Bộ Công an về diễn biến mới nhất của Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, kết luận chính xác có thể đưa ra là đó mới chỉ là sự gây nhiễu thông tin, pha chút ít sự thật mà thôi. Trong đó có nói, trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công vào lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Nhưng sự thật có đúng như vậy hay không? Theo một video đăng tải trên Facebook, vụ gây rối trật tự công cộng thực tế là do chính lực lượng công an đã gây ra. Từ đêm ngày 8 và rạng sáng ngày 9, đã có thông tin hàng ngàn công an, an ninh và cảnh sát cơ động đã tập trung cách Đồng Tâm vài km mà thôi. Vụ tấn công quy mô vào xã đã xảy ra lúc khoảng 4 giờ sáng khi nhiều người dân còn đang chìm trong giấc ngủ. Hơn nữa, vụ việc cũng không xảy ra tại khu vực 59 hectare đất tranh chấp ở Đồng Xanh mà lại là nơi cư trú hợp pháp của người dân ở đây. Và nhà cầm quyền đã bưng bít sự việc nghiêm trọng này với người dân cả nước, đưa tin sai lệch, cắt xén, hòng đánh lạc hướng dư luận. Báo chí quốc tế không được phép vào Đồng Tâm để tường thuật sự việc. Đây là hình ảnh công an dùng dây thép gai vây quanh khu vực sân bay Miếu Môn. Ngay cả trong bản tin của Bộ Công an cũng không nói gì về điều chỉ có thể gọi là một vụ càn quét. Thông tin được đưa ra để người đọc hiểu là công an chỉ phản ứng khi người dân gây rối. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Lực lượng công an đã liên tục bắn súng khi tiến vào Đồng Tâm. Họ cũng được cho là đã xịt hơi cay vào nhà cụ Lê Đình Kình, dù trong nhà có cả trẻ em mới vài tháng tuổi. Nếu chính quyền thực sự có chính nghĩa và không có gì để giấu giếm, họ đã có thể mời các phóng viên tới chứng kiến diễn biến đêm 8 tháng 1 và rạng sáng ngày 9 tháng 1. Thay vào đó, họ chặn tất cả các thông tin xác thực từ hiện trường. Anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, thậm chí đã bị những người mặc thường phục xông vào bắt khi anh đang tường thuật trực tiếp về tình hình ở Đồng Tâm. Chuyện chính quyền luôn dùng những người mặc thường phục mà người dân khó biết đó là công an, đích thực hay là đầu gấu, côn đồ cũng cho thấy họ gần với tà quyền hơn là chính quyền. Và sự thật là công an Hà Nội đã đánh úp người dân Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng, khi họ đang chìm trong giấc ngủ, chứ không phải là họ đang chống đối. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động có mặt từ sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ những người mặc quần áo quân phục và trang phục để càn quét ở trong làng của người dân. Và việc trang thông tin chính phủ đăng lại thông báo của Bộ Công an cũng cho thấy dường như có sự thống nhất trong chính quyền từ trung ương tới địa phương về chuyện càn quét ở Đồng Tâm và trấn áp người dân. Điều này xảy ra bất chấp chuyện cả Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đang là đích ngắm của chiếc lò chống tham nhũng và lạm quyền đang được kéo đi nhiều tỉnh thành. Và trong khi chính quyền ra sức tuyên truyền về sự chính đáng trong các hành động của họ tại khu vực đất tranh chấp Đồng Xanh, truyền thông từ người dân cũng đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược. Luật sư đại diện cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai với chính quyền Hà Nội cho rằng việc công an thực hiện cưỡng chế và bắt dân vào lúc nửa đêm khi không có việc khẩn cấp là hành động vi phạm pháp luật trắng trợn.
Và sau đây mời các bạn xem đoạn video clip mà người dân Đồng Tâm thề quyết tử trước lúc xảy ra sự việc. Một đêm thức trắng, qua các thông tin thì đến giờ đã chính xác 100%. Chúng tôi đã phải thức túc trực và đi trinh sát cách nhà xã Đồng Tâm chúng tôi hàng vài cây số. Thì đến hiện nay là chính quyền Hà Nội đã đưa quân về rất đông, gồm các cảnh sát cơ động, công an và các xe ô tô chở các hàng rào để ngăn đường và hàng rào dây thép gai đã về tới khu vực Ba Thá, cách xã Đồng Tâm chúng tôi 3 cây số. Đấy, vậy là chúng tôi cũng thông báo để đồng bào cả nước được biết và toàn thể nhân dân được biết để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi vào cuộc chiến đấu với bọn giặc nội xâm. Lũ tham quan đã nhiều lần cướp đất cánh đồng xanh của chúng tôi, nhưng đến nay là chúng vẫn cố tình đưa quân về để đàn áp và cướp đất của nhân dân Đồng Tâm chúng tôi. Thì cũng kính mong toàn thể nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi, ủng hộ và qua cái video này, cái live stream này, thì tất cả bà con Đồng Tâm là nắm bắt, là chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chiến đấu. Giống hiểu có ý kiến. Đến bây giờ là 3 giờ sáng, là chúng tôi thức đến bây giờ và là thấy rằng cái tham vọng của bọn tham nhũng mà giặc nội xâm này nó kiên quyết không từ bỏ cái mảnh đất đồng xanh. Chúng luôn tổ chức mọi lực lượng và đến nay là bắt đầu em quân. Chúng tôi tuyên bố với nhân dân cả nước rằng là trong giờ phút này chúng tôi kiên quyết chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ bằng được đất 59 ha của chúng tôi. Thưa toàn thể cộng đồng mạng nhé, thưa toàn thể bà con nhân xã Đồng Tâm, lúc này là hơn 3 giờ, chúng tôi cũng thức trắng đêm để đáng ra là cũng phải ngủ lúc sớm, nhưng mà cũng vẫn là thời gian để thức để phòng thì vẫn tốt hơn. Nên chúng tôi thức là đúng 3 giờ, hơn 3 giờ là thì có tin báo là có công an cơ động và công an thường phục đã về đến gần Đồng Tâm để mục đích là đàn áp người dân Đồng Tâm. Thì lên đây tôi cũng muốn là cộng đồng mạng cả nước và cộng đồng mạng trên thế giới hãy chia sẻ để bảo vệ công lý giúp người dân Đồng Tâm chúng tôi, chứ không thể để bọn lợi ích nhóm mà nó vượt mặt, nó coi luân thường đạo lý con người không bằng cỏ rác. Như thế này thì tôi thấy là một chính quyền gọi là liêm khiết, một chính quyền có lãnh đạo mà tại sao lại không giải quyết cho bộ Đồng Tâm mà lại để bọn lợi ích nhóm nó vượt quyền như thế này, thì tôi thấy là coi dân như cỏ rác. Thì vậy mong tất cả cộng đồng mạng hãy chia sẻ mạnh lên để bảo vệ công lý cho người dân Đồng Tâm chúng tôi. Cảm ơn. Và sau khi thề quyết tử thì cuộc chiến giữa nhà cầm quyền và nhân dân bắt đầu diễn ra. Mời các bạn xem đoạn video này. Áp lên đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng, tơi bời, lựu đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đấy. Vào bắn súng đàn áp nhân dân Đồng Tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đây, cháy cả cột điện rồi đây. Kệ, không phải dập. Đấy, chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng nhân dân Đồng Tâm. Và cuộc bố ráp vào ban đêm chưa thể xong do người dân Đồng Tâm quyết liệt chống lại nên đã kéo đến tận ngày hôm nay vẫn có những căng thẳng đang diễn ra và khu vực này đang bị bao vây. Đây là các xe chuyên dụng chở theo các phương tiện đàn áp nhân dân Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Vào sáng ngày 9 tháng 1, một người dân ở Đồng Tâm giấu tên nói rằng bà đang phải lẩn trốn vì các lực lượng vũ trang và chức năng vẫn đang tìm kiếm để bắt úp người dân. Bà nói mới trốn ra được một lúc từ hơn 3 giờ sáng thì có tin là ở ngoài người ta đi bộ vào rất đông, chúng tôi không nghĩ là nó vào úp dân như thế. Dân cũng chỉ chuẩn bị là đi ngủ,
lại một chỗ và tự bảo vệ lẫn nhau mà thôi. Cuối cùng nó về bắt úp dân thì bọn chị bị bất ngờ. Họ ném bộc phá, ném hơi cay, ném đủ thứ. Bây giờ đánh sập nhà ông Kình rồi. Thế nên nó bắt được người đi rồi. Trong ngôi nhà ấy lúc đó có khoảng 20 người ở trong. Đấy, nhưng bây giờ cháu nội của ông Kình cũng đã bị bắt mất. Hai vợ chồng, hai đứa con, thằng cháu nội bị bắn gãy tay thì nó bắt được rồi. Còn hai đứa dâu thì nó mới đẻ tầm 3 đến 4 tháng tuổi mà thôi. Ông Lê Đình Quang cũng bị bắt. Lê Đình Quang nhảy xuống định chạy nhưng bị chó nghiệp vụ nó vồ. Bị đánh, bị bắt rồi. Bây giờ bị bắt hơn 20 người trong đấy, có lẽ cả Quang. Đây là chia sẻ của một người dân ở khu vực đó. Và không khí ở Đồng Tâm như một làng kháng chiến thời Pháp thuộc. Người dân ở đây đang cảm tử và quyết tâm bảo vệ đất đai của mình trước cường quyền. Đây là hình ảnh quen thuộc của cụ Lê Đình Kình đang đấu tranh với chính quyền vào lúc năm 2017. Còn tại thời điểm khoảng 5 giờ chiều ngày 10 tháng 1, thi thể cụ Kình và ông Trức đang được nhà cầm quyền trở về nhà trao trả cho người nhà nạn nhân. Tuy nhiên, ngôi nhà do bị tấn công quá tàn bạo bằng bom mìn nên giờ đây cũng chỉ là đống gạch đổ nát mà thôi. Ngoài ra, một gia đình khác cũng bị tấn công trực diện là gia đình cụ Bùi Viết Hiểu. Người thân của cụ Hiểu là Bùi Hồng, Bùi Hồng Minh cho biết sau khi bị nhà cầm quyền bắt đi thì 12 giờ trưa ngày 10 tháng 1, thân nhân gia đình cụ Hiểu đã tìm thấy cụ ở khoa ngoại bệnh viện Bỏng. Trước đó gia đình nghe được thông tin cụ bị thương nặng và được mổ cấp cứu. Sau khi tìm được cụ Hiểu thì thân nhân chỉ được nhìn cụ qua cửa sổ vào giờ nghỉ trưa. Hiện cụ Hiểu đang bị quấn băng khắp người, công an canh gác đã đuổi gia đình về với nguyên nhân cụ là tội phạm nguy hiểm. Phía gia đình cho rằng cụ Hiểu phải mổ cấp cứu, có thể là do bị trúng đạn. Hiện tại người dân vẫn chưa biết cụ thể về số lượng người bị nhà cầm quyền giết hại, cũng như số người bị thương trong cuộc đàn áp. Cướp đất vào rạng sáng, bởi cho đến chiều ngày 10 tháng 1, Đồng Tâm vẫn là trận địa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hầu hết tất cả các thông tin đều đang bị nhà cầm quyền bưng bít và giấu giếm. Vào hôm 10 tháng 1, nhân chứng tại Đồng Tâm đã kể lại các diễn biến nhà cầm quyền dùng vũ khí đối đầu và giết chết người dân tại đây. Đây là hình ảnh của cụ Lê Đình Kình bị đánh gãy chân khi trở về trong sự vui mừng của nhân dân Đồng Tâm vào hồi năm 2017. Người dân muốn giấu tên sống ở xã Đồng Tâm cho biết một người khác, Bùi Viết Hiểu, 76 tuổi, đang ở trong bệnh viện quân y 103 Hà Nội sau vụ ngày 9 tháng 1. Họ nói, chiều 9 tháng 1, công an mở cửa vào nhà Bắc Kình sau khi đã bao vây, niêm phong nhà. Một lúc thấy họ quấn cái gì khuân xuống, mình cũng ngửi thấy mùi hương. Ông hàng xóm bên cạnh bảo là bác Kình bị chết ngạt trên tầng 2. Con trai thứ hai của bác Lê Đình Trức trong lúc bị tấn công chắc là bị đánh. Người dân ở Đồng Tâm đã nói thêm. Người dân này cáo buộc công an vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 đánh đập dã man. Ai mà chạy được thì họ thả chó đuổi theo. Người dân này cũng mô tả khi họ về đến đầu làng, người dân đánh kẻng báo động vì giờ ấy dân còn đang ngủ. Họ bắn đạn, hơi cay vào các ngõ xóm quân họ kéo về đông lắm. Nhà tôi phải bế cháu chạy lên xóm trên để trú vì hơi cay, mùi hết vào trong xóm. Người này kể tiếp, họ trấn áp, không cho dân ra, trong khi ấy họ trang bị đầy đủ vũ khí, quần áo, súng, đầy đủ. Người dân chống trả, nhưng ai mà ra là họ đánh, kể cả đàn bà. Có người bị họ bắn đạn, cao su vào đùi, giờ vẫn còn tím. Người dân này đã cáo buộc như vậy. Và theo miêu tả, đã có 3 công an bị thui chết do người dân chống trả bằng bom xăng. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động hành quân trong đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 để về Đồng Tâm vào rạng sáng. Muốn bắt ông Kình. Có người dân ở xã Đồng Tâm chia sẻ quan điểm như sau. Và nói, họ muốn bắt đội của Bắc Kình. Từ trước đến giờ họ luôn nghĩ nếu ai mà họ bắt được Bắc đi thì người dân sẽ không đấu tranh nữa.
họ nghĩ bác xúi giục dân, nhưng theo tôi không phải. Bác đấu tranh bao năm nay, người dân thấy đúng thì tham gia, chứ chả ai xúi giục, thấy bác đấu tranh rất đúng. Họ nghĩ bắt Bắc Kinh thì dân sẽ không làm gì nữa. Chính quyền đưa tin bây giờ theo hướng cả xã Đồng Tâm và bác đều bất hợp pháp, họ bảo người chống trả là dân nghiện hút. Nhưng không phải, vì dân cũng đã nhận định khả năng chính quyền sẽ về đàn áp, nên tối hôm đấy chuẩn bị ở một chỗ, những người ấy trực đêm ở nhà bác chứ không phải là nuôi nghiện, toàn dân lao động bình thường mà thôi. Trong khi đó, báo Giao thông ngày 10 tháng 1 dẫn lời gia đình nói có 3 người công an đã bị cháy đen ở Đồng Tâm. Phóng sự mô tả cuộc gặp của gia đình thiếu úy Dương Đức Hoàng, quân sinh năm 1992, một trong 3 chiến sĩ cán bộ công an hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, rạng sáng ngày 9 tháng 1. Đây là tường thuật của tờ báo. Ông Sửu, chú ruột của thiếu úy Dương Đức Hoàng, quân cho biết thêm như sau. Đau đớn lắm, tôi không thể nhận ra hình hài cháu tôi. Có 3 người thì toàn thân và mặt mũi đều bị cháy đen. Chiếc áo giáp những chiến sĩ mặc đều căng phồng, rất khó cởi ra. Mẹ cháu và chị gái cháu định vào nhận dạng, nhưng tôi không cho vào vì sợ không chịu được hình ảnh đó. Ông Sửu nức nghẹn, theo báo Giao thông cho hay như vậy. Và một chính quyền đã sử dụng tới biện pháp dùng vũ khí hạng nặng để tấn công, giết hại nhân dân trong lúc những gia đình này đang chìm trong giấc ngủ. Thì Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã biến mình thành bạo quyền, mất nốt chút lòng tin còn sót lại từ nhân dân. Thời kỳ cáo chung của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam đã tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo DE ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.